anh chủ là Đỗ La lựa chọn máy lọc không khí Aiburi AB1 là gì? Anh thấy là máy lọc thứ nhất là nó hoạt động khá êm, thứ hai là chất lượng không khí sau khi mà máy lọc hoạt động thì chất lượng không khí nó cải thiện rõ rệt hơn so với lại lúc mà chưa mở máy lọc. Anh thì thường hay cho khách test loa trên xe của anh, tại vì anh làm bên gara chuyên nâng cấp âm thanh với lại cách âm. Thì khi mà ngồi trên xe thì thường khách sẽ cảm thấy hơi ngột ngạt, nên là anh thường sẽ lấy ra ngoài. Mà khi lấy ra ngoài thì cái lượng không khí của nó vô, cái bụi vô thì sẽ nhiều. Nhưng mà sau khi lắp cái máy lọc không khí Aiburi AB1 thì nồng độ oxy trong xe nó sẽ tốt hơn, giúp là khách nó sẽ thoải mái hơn trong lúc mà thẩm âm của cái xe. Với công nghệ lỗ lọc 5 lớp, lọc được bụi mịn và bụi siêu mịn, để được tư vấn về sản phẩm và quá trình lắp đặt, anh em hãy liên hệ ngay với M-Sport nhé.